dạ là hỗ trợ để mà 100% gửi cho bà con cô bác ở tất cả các bệnh viện mà cái nơi mà có những người nghèo nhiều. Đáng biết là Tinh với lại Loan là muốn là 300-400 phần lận, tại vì chúng ta tại vì không có người để mà hỗ trợ làm kịp, cho nên là giờ làm trước 100 phần xong rồi vài bữa nữa mấy đứa lại gom lại làm nữa. Dạ làm được cái gì là cứ làm hết. Ờ, chị đang muốn nước xong nha, cho chị quay này đứa bưng đâu rồi, hai anh xếp lấy cây hả? Phát